Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tháng 2 âm lịch năm 2022, bỗng dưng trúng quả to, được thần tài ban lộc, giàu có nhất vùng. Xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn gặp được nhiều may mắn, vạn sự hay thông. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí là với mỗi một người thì cũng có những biến cố, biến động khác nhau trong từng giai đoạn dài ngắn của cuộc đời. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu, nợ nần, chồng chất. Nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng là không bao giờ mình sẽ trả hết được nợ, vì cuộc đời cứ hết khoản nợ này thì lại có khoản nợ khác, cứ trả hết cái này thì cái khác lại xuất hiện. Tiền bạc luôn là vấn đề khiến cho những người đó phải đau đầu. Nhưng những quý gia chủ tuổi Bính Ngọ yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chứ trong tháng 2 âm lịch này thế nào bạn cũng trả hết nợ, cho nên là chẳng cần phải đau đầu vì tiền giống như trước đó nữa. Nợ mấy cũng trả hết, đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý dư giả về tiền bạc trong tháng 2 này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Tuổi Bính Ngọ trong tháng 2 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo, nợ nần đến mấy cũng chắc chắn trả sạch hết, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Vâng, và trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video nào của kênh Phong Thủy Gia Cát. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ, mệnh thiên hà thủy, là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình, phóng khoáng và cũng có đầu óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng, tính cách mạnh mẽ và đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng, yêu quý, có nhiều mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuy nhiên, phong thủy lộc tài, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của người khác, trở nên một mình một ý, dễ trở thành người cô độc. Bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, người tuổi Ngọ sinh năm 1966 không còn chiếm ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ nỗ lực, bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần phải tránh xa những cám dỗ bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh. Không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Ngọ cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp con vận. Công việc làm ăn của gia chủ gặp nhiều vất vả và trở ngại trong giai đoạn đầu năm 2022. Vì thế, làm gì dù lớn hay nhỏ cũng cần phải hết sức cẩn thận, làm việc có thứ tự trước sau, tránh vì rút ngắn giai đoạn mà bỏ qua chi tiết kẻo gặp họa liên miên, nghiêm trọng còn dính tới công quyền và pháp luật. Trong tháng sẽ có những thời điểm vận xui liên tục kéo đến, khiến bạn không biết xoay sở ra sao. Bản thân bị hung tinh xung phá nhiều, lại ít vận quý nhân, thành ra dễ rơi vào tình trạng bế tắc, bất ổn về cảm xúc. Lại thêm có sự cố chấp và cảm xúc nóng nảy, khiến cho mệnh chủ dễ phạm sai lầm, làm việc gì cũng khó đạt được kết quả mỹ mãn như mong muốn. Năng lực của bản thân bị kìm nén, không thể được giải phóng một cách hiệu quả. Bạn cần chú ý tháng này có người luôn đố kỵ với bạn, sẽ gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ.
Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tháng này cho thấy tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát. Dù được người khác nhắc nhở, bản tính khó thay đổi, gia chủ cố chấp bảo thủ khiến cho tiền mất tật mang. Năm 2022 không thích hợp để người tuổi Bính Ngọ đầu tư vào dự án bất động sản và nhất là hạng mục có mức đầu tư rủi ro cao. Nên nhớ dù làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến đóng góp của người thân, bạn bè, nếu không thì bạn sẽ mất tiền oan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 2 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ khá tốt. Tuy nhiên, bạn quá lo lắng, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bạn cần phải có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Xem tử vi năm 2022, sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các quý gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ tuổi Bính Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong năm 2022 không suôn sẻ như mong đợi, thậm chí là nếu không cẩn thận còn có thể xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Bản mệnh khá thụ động trong tình cảm, dễ vấp phải những khúc mắc tranh cãi do sự bất đồng và bảo thủ của mình. Chính thái độ của bạn đang khiến cho người kia cảm thấy khó hiểu và khó thông cảm. Không khí gia đình vì vậy mà luôn trong tình trạng nặng nề, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bạn nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để cư xử và suy nghĩ cho phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bạn đời, con cháu trước khi quyết định một vấn đề nào đó để gia đạo luôn êm ấm và đồng lòng. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu hình tí, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 12 tháng 3 năm 2022, dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức ngày 24 tháng 3 năm 2022, dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ.
ngày âm lịch ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của người tuổi Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 2 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ngọ 1966. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.